Mình đã khá là đắn đo khi mà mua và unbox bộ Hirono này, bởi vì không khí của bộ này khá là trầm và có nhiều lớp câu chuyện ở đằng sau. City of Mercy mình tạm dịch là thành phố nhân từ. Ra mắt chưa đầy nửa năm mà phải nói là thu hút một lượng fan lớn thảo luận. Em đầu tiên mà mình khui được của bộ này á là Healer. Xem đoạn phim về em này á thì bạn sẽ thấy là em đã trao tặng trái tim của mình rồi. Tuy có tên là Healer nhưng mà lại giống như là đang chữa trị cho chính mình. Mặc một chiếc áo quá cỡ và trên đầu còn quấn băng nữa. Và hiện tại á thì em này là em duy nhất còn sót lại mà mình không tìm được nguyên bản. Và mỗi chiếc cạc trong bộ này á là một ảnh chụp. Mình không nhìn ra đây là một cái màn hình điện tâm đồ hay là màn hình máy game, hoặc có thể là cả hai tùy vào góc nhìn. Bộ Hirono này có một điểm đặc biệt là cả năm nhân vật còn lại mình đều tìm được nguyên bản là một nhân vật trong những bộ phim khá là buồn và nhiều triết lý. Ví dụ như nhân vật thứ hai mình khui được tên là Echo, được cho là lấy nguyên mẫu từ nhân vật Big Ears trong bộ phim Echoes of the Rainbow, tiếng vọng của cầu vồng. Đây là một cậu bé khá lập dị và câu chuyện là kể về những thăng trầm của một gia đình Hồng Kông qua con mắt của cậu con trai 8 tuổi đó. Mình thấy rằng đây là những thông tin mà PubMed và tác giả của Hirono không có công bố, là do các bạn fan đã phát hiện ra. Mình thì đã tìm hiểu và góp nhặt từ rất nhiều nguồn thông tin khi làm clip này. Nhân vật này cũng đi kèm theo một chiếc cạc với ảnh chụp là hai con cá, loài vật giao tiếp bằng âm thanh, và không biết là có liên quan gì đến Echo tiếng vọng hay không. Có bao giờ các bạn thấy mở một hộp đồ chơi mà nó căng thẳng như vậy chưa? Mình chắc chắn là lượng thông tin mà mình biết về bộ Toys này nó rất là ít ỏi luôn. Em thứ ba mình khui được có tên là Inside, chắc là do cái máy ảnh mà em ấy luôn đeo bên người. Nhân vật này cũng được lấy cảm hứng từ nhân vật Dương Dương trong bộ phim Nhất Nhất của Edward vào năm 2000. Đây là một bộ phim rất nổi tiếng và đạt nhiều giải thưởng của điện ảnh Đài Loan. Trên áo của em Hirono này còn có một cái chữ tiếng Hoa mà mình quét thì nó dịch là hoang dã. Hộp thứ tư rất đặc biệt, không chỉ bởi vì nó nặng gần gấp đôi những hộp còn lại mà còn bởi rất nhiều tầng lớp câu chuyện phía sau em voi này. Đây là em Comfortably Numb, được lấy cảm hứng từ bộ phim An Elephant Sitting Still. Trong phim không có một em voi nào cả, nhưng có một câu chuyện kể rằng trong rạp xiếc ở mảng Lý Châu có một con voi. Suốt cả ngày nó chỉ ngồi yên ở đó mặc dù bị nhiều người vây kín, thậm chí là nó còn bị hành hạ thể xác. Comfortable Numb giống như là sự thoải mái nhưng mà trong một cái thể xác đã tê liệt. Đằng sau bộ phim dài 4 tiếng đồng hồ này không chỉ là số phận của 4 nhân vật chính mà còn là một câu chuyện cực sốc của đạo diễn Hồ Ba. Mẫu actor này còn được làm riêng một phiên bản tên là Elephant in the Room. Chiếc cạc của em này là ảnh một cái cây và một con ngựa lẻ loi. Collection Hirono này mặc dù chỉ có 6 mẫu nhưng mỗi mẫu lại có nhiều tầng lớp câu chuyện khiến chúng ta mất rất nhiều thời gian để tìm hiểu. Như là mẫu Fallen Angel, thiên thần sa ngã này. Nhân vật này dễ nhận ra đến nỗi rất nhiều fan đã biết rằng nó đến từ bộ phim Picnic của Sun Ji-hwi vào năm 1996. Cậu bé này được lấy cảm hứng từ nhân vật Coco, một cô bé đã cùng với hai người bạn trong bệnh viện tâm thần của mình lẻn ra ngoài và đi tìm hiểu về cái gọi là ngày tận thế. Và cái tên Fallen Angel có lẽ đến từ một câu thoại của vị cha xứ. Ảnh chụp của tấm cạc này trông như một mảnh vải chấp vá, nó cũng tả tơi như chiếc dù hay bộ quần áo của nhân vật. Và hộp cuối cùng của bộ sưu tập này có lẽ là rất quen thuộc với mọi người, lấy cảm hứng và nguyên mẫu từ bộ phim Sweet Tooth, cậu bé gạt nai. Mô hình có tên là The Order, mình tạm dịch là giống loài khác. Vigus là một cậu bé lai giữa người và nai, lấy bối cảnh cận tận thế và đứa bé như Gus thì bị con người săn đuổi. Bộ phim được dựa trên truyện tranh cùng tên của DC Comics. Trong đoạn phim hoạt hình giới thiệu nhân vật của tác giả Actoy này thì cậu bé nai này đã bị cưa mất cặp sừng và được đặt bên cạnh một tấm ảnh gia đình. Tấm cạc đi kèm là khung cảnh một bầu trời với cánh chim tự do. Bởi vì bộ sưu tập này rất là đặc biệt với những tấm cạc cho nên mình xem lại một lần nữa nha. So với những bộ sưu tập như Demo thân thiện, đáng yêu, Pocky thì có một cái vibe rất là cổ tích, thì những em Hirono này quá là nặng nề và nhiều tầng lớp câu chuyện phía sau. Tuy nhiên để mà hỏi rằng có mua Hirono nữa không thì câu trả lời vẫn là có nha. Bởi vì Actoy ngoài đẹp ra thì điều động lại cuối cùng chính là một câu chuyện.